Đây là chúng ta phá giết đấu la liền bằng chuyện trọng yếu nhất, nếu không chịu thần phục, vậy thì các người liền chết chung đi. Vừa nói, thiên long cho ngực, trong nháy mắt sáng lên trên nóng rực hồng mang, hết thể xung quanh đều là biến thành màu đỏ như máu, liền nai nào phóng thích ra ánh sáng chín màu để bị áp chế ra hướng vào phía bên trong. Tam thập tam thiên dược chiến hầm kịch liệt run rẩy, dường như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Nana cắn chặt răng, đem hết thể toàn lực xuất vào thần lực, cựu thải phần sáng trở lên trên càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, hồng quang bỗng nhiên bùng nổ, hào quang rừng rực bắn xa trước nay chưa từng có chấn động mãnh liệt. Thiên long thân thể cấp tốc hư hóa, cuối cùng là cũng hồng quang hòa làm một thể, lực lượng oanh kích trong nháy mắt này lổ tung. Uinh một tiếng. Không thể, Nana cắn chặt hàm răng. Giờ này khắc này, tại trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hiên Vũ là con của ta, có như giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng muốn bảo vệ lấy hắn. Chói mắt ánh bạc bỗng nhiên từ trên người, Nana bắn ra, một đôi to lớn màu bạc cánh kéo ra, cánh lan tràn vòng lại mà ra, đem chọn cái tam thập tam thiên dược hạm đội là ôm trọn bên trong. Cựu thải vầng sáng bùng nổ, lan tràn tại cánh một góc cách, là lập tức nhận được ra tiếp nhận hết là hồng quang bùng nổ. Nana tính cả tam thập tam thiên dược chiến hạm, tại cái kia hồng quang khủng bố lổ tung ở phía dưới, trong nháy mắt bị đẩy ra, giống như là một đạo như là lưu tinh hướng ra phía phương xa bay đi. Nana cắn chặt răng, trên người là màu bạc đấu khải là dồn dập phá toái, hóa thành điểm điểm hào quang tiêu tán. Nàng cánh tại cái kia bùng nổ khủng bố ở giữa hồng quang dần dần là xuất hiện ra phá toái vết rách, nhưng phía trên ánh sáng chín màu lại không có chút nào yếu bớt. Máu tươi theo nàng thất khiếu bên trong dần dần tràn ra, thiên long dùng tự bạo hình chiếu làm đại giá bộc phát ra công kích thật sự là quá kinh khủng. Lớn như chẳng qua là chính nàng, nàng còn có trốn chạy khả năng, có thể làm thủ hộ tam thập tam thiên dược chiến hạm, nàng không thể đi. Tại trong nàng thủ hộ bên trong tam thập tam thiên dược chiến hạm hóa thân thành một đạo lưu quang, ở trong không gian điên cuồng phi hành, trong nháy mắt đã tới là cao tốc đã vượt qua nhân loại có khả năng có thể tạo ra nhanh nhất chiến hạm không biết bao nhiêu lần. Bên trong chiến hạm, Lam Minh Vũ đã đụng vào chiến hạm một bên, cả người đều đã bị mạnh mẽ lực lượng trùng kích một mực là theo trên chiến hạm, không thể động đậy. Đồng bạn của hắn cũng giống như vậy, tất cả mọi người bị một mực đặt tại trên ghế sữa. Tại cái kia kinh khủng lực lượng trùng kích chèn ép, bọn hắn liền hơi thở đều là 10 phần gian nan. Rõ ràng lúc này chiến hạm chỗ đạt tới tốc độ khủng bố cỡ nào. Cái kia trùng kích hồng quang cực kỳ là ngừng tụ, cũng không có bởi vì là kéo dài lực lượng phóng thích ra mà có dấu hiệu tiêu tán. Nana trên thân hiện ra một tầng vảy màu bạc, bao trùm toàn thân, có thể nàng cái này ở lần phiến này cũng vẫn như cũ, tại trong hồng quang trùng kích ra, vào phá toái lấy, mỗi phá toái một khối lần phiến, liền là sẽ có màu máu tươi chảy ra, chân ngực kiểu thải trùng sáng cũng tại trong cực kỳ không ổn định dao động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nana vết thương trên người cũng đã bắt đầu trở nên trên càng ngày càng nhiều. Hào quang màu đỏ cuối cùng là có yếu bớt suy yếu. Nana trước người là cửu thải trùm sáng vẫn như cũ là sáng ngời. Nàng mặc dù bây giờ đã là bị thương không nhẹ, nhưng nương tựa theo lấy hồng quang bắt đầu suy giảm. Nàng cũng có mấy phần là cơ hội thở sốc, cuối cùng là chẳng, chỉ muốn kiên trì ra đến hồng quang tiêu tán là có thể đem tam thập tam thiên sực chiến hạm cứu được. Nhưng vào lúc này, một đạo đặc thù cảm giác đột nhiên truyền đến, khiến cho Nana sắc mặt đại biến. Nàng miễn cưỡng quay đầu, hướng mặt bên nhìn lại thấy là nóng bỏng bóng mờ. Thiên long trong tính toán, đem hết thể tất cả kỳ thật đều đã cân nhắc ở bên trong, nổ tung hình chiếu phóng ra lực lượng. Hắn biết không có nắm chắc đánh chết được Nana, nhưng vì giữ đường kế hoạch, hắn lại nhất định là phải đem Nana cùng một chỗ giết chết mới được. Bằng không nàng vô phương xác định Nana có phải hay không, cũng biết tình huống chân thật. Có cường giả truy vào lòng nguyên tinh cũng không có nghĩa là lòng nguyên tinh có vấn đề gì, nhưng nếu như tin tức truyền trở về, vậy thì hắn thiết kế ra kế hoạch này liền triệt để bại lộ. Cho nên hắn nắm tại tự bạo hình chiếu thời điểm đó liền điều chỉnh tốt góc độ. Hắn đã sớm nhìn ra tại cái kia tàu chiến hạm bên trong nhân loại nhất định có Nana, nhất định phải bảo vệ người. Nổ tung sau năng lượng nếu như tập trung vào một điểm rất có thể càng lớn trọng thương Nana, nhưng lại không thể nào cam đoan nhất định giết nàng. Cho nên hắn mới là được dựa cỗ lực lượng này cải thành lực lượng đẩy Nana cùng với khó có thể kháng cự ra lực đấy. Trừ phi Nana cảm với nguyên tố này là qua tam thập tam thiên sực hạm đội, bằng không mà nói đang chưa có thể làm chiến hạm ngăn trở, mà cỗ lực lượng này liền sẽ đem bọn hắn đẩy hướng gần nhất là hành tinh.
Một khi tiến vào hành tinh nhất định phạm vi, hành tinh kinh khủng lực lượng, lực hút, nhiệt độ nóng bỏng cho dù là thần cấp cường giả cũng không cách nào sinh tồn, hắn phải chết không nghi ngờ. Bởi như vậy, làm hào quang màu đỏ kia bắt đầu ra yếu bớt thời điểm, trên thực tế Nana bọn hắn đã dần dần tới gần hành tinh, lập tức liền là muốn đi vào trong đến hành tinh lực hút phạm vi. Hành tinh mặt ngoài lực hút, tại trong khoảng cách đầy đủ tình huống phía dưới, Nana miễn cưỡng có khả năng chống lại, chỉ khi nào tiến vào trong phạm vi nhất định, nàng cũng không chống lại được, thần cấp cho tới bây giờ đã không phải là vô địch. Hồng quang thúc đẩy ra tốc độ quá nhanh, nam Nana phát hiện ra hành tinh thời điểm, bọn hắn đã tại tới gần một chút, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở sau lưng đã bắt đầu truyền đến hấp lực, bọn hắn đã bắt đầu khi mà tiến vào hành tinh lực hút phạm vi, có lẽ tiến qua mấy chục giây, cái kia lực lượng lực hút liền muốn tại trong tới nàng cũng không cách nào kháng cự trình độ, không do dự, ở thời điểm này, nàng liền một chút xíu lưỡng lự đều không có, sau lưng đã tổn hại ra không thể là tả hai cánh đột nhiên phát sáng lên, đến mức bên trong chiến hạm này đều bị ra cái kia cho mắt ánh bạc chiếu sáng. Uinh một tiếng ánh bạc nổ tung, Nana ở sau lưng cái kia to lớn hai cánh vậy mà tận gốc tách ra, cường quang chiếu sáng hết thảy xung quanh, đã bắt đầu là suy giảm, hồng quang bị cản ra một cái. Nana đột nhiên nửa quay người, to lớn ngân sắc cự long bóng mờ đem một trọn cái tam thập tam thiên sực chiến hạm ung trọn ở bên trong, cưỡng ép hoành vùng mà ra. Nhưng cũng là tại nàng chật vật làm xong động tác này đồng thời, cái kia hồng quang đã tầng tầng trùng kích ra ở trên người của nàng, thúc đẩy nàng lần này là ra tốc, bay về phía hành tinh dưới kia. Tam thập tam thiên dục chiến hạm bị quật bay rời xa, Nana lại như lá sa băng bay về phía hành tinh. Cánh tay trái của nàng bởi vì đã kích thường ra cường liệt mà bay ra, bàn tay của nàng cũng theo đó kéo ra, phong phất là muốn bắt lấy cái gì. Ánh mắt hoàn toàn ngừng che tại cái kia dần dần hoàn thành điểm đen trên chiến hạm. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiếc nuối, ông ánh sáng long lanh nước mắt lặng yên chảy xuôi, hiện ra là nhàn nhạt ánh bạc. Hiền Vũ tạm biệt, mẹ có lỗi với con. Nana giống như sao băng hướng về hành tinh rơi xuống. Tại hành tinh to lớn lực hút áp dụng phía dưới, thân thể của nàng kéo dài ra tốc, nhưng trước ngực kiều thải chùm sáng lại một mực rắn vào ở bên trên người của nàng. Nước tự theo lấy xung quanh nhiệt độ cao càng ngày càng cường thịnh, cái kia kiều thải chùm sáng cũng bắt đầu trở lên trên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, dần dần đem thân thể của nàng hoàn toàn bao bọc ở bên trong, hóa thành một đoàn ánh sáng chín màu ngã xuống dưới của hành tinh hướng đi. Tam thập tam thiên dương chiến hạm chung quanh long hình bóng mờ dần dần tan biến, tốc độ cũng theo đó chậm lại, triệt để thoát ly ra hành tinh lực lượng hút áp lực. Nhưng mà vừa mới vừa vặn phát sinh ra hết thảy tất cả, bọn hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, là tất cả đều thấy được thời khắc cuối cùng Nana vì cứu bọn hắn mà vẫn hướng về hành tinh. Nana lão sư, khôi phục hành động là Vĩnh Vũ quát to một tiếng, lên muốn phóng tới tầng dưới. Mô đao thân ảnh nhanh như tia chớp phò tới bên cạnh hắn, đem hắn ôm chặt lấy, chính là Bạch Tú Tú. Lúc này Bạch Tú Tú sớm đã lẹ giờ để mặt. Hiền Vũ, Hiền Vũ, Nana bị hành tinh hút đi, dùng Nana tù vị đều không thể nào ngăn cản hành tinh lực hút. Nếu để cho làm Hiền Vũ lao ra, kết quả là có thể nghĩ. Nana ngã xuống hành tinh, Bạch Tú Tú trong lòng gì là không phải đau nhức, nhưng Nana lúc trước nói với làm Hiền Vũ lời của nàng cũng nghe đến, nội tâm rung động mãnh liệt hơn. Trên thực tế, cho tới nay nàng đều cảm thấy Nana lão sư cùng với làm Hiền Vũ quan hệ trong đó có chút kỳ quái. Bọn hắn tại trong nguyên tố trường khống phương diện này, năng lực quá giống, nếu như không phải là Miền Vũ còn có kiêm văn làm nguyên thảo năng lực, nàng thậm chí sẽ cảm thấy bọn hắn vốn chính là nhất mạch tương truyền, trao truyền còn nối. Nam Nana nói ra là Miền Vũ khả năng cũng với nàng có liên hệ mó mủ, thậm chí còn có thể là con của nàng. Lúc đó Bạch Tú Tú trong lòng vẫn như cũ là cực kỳ sống động, nếu là như vậy, cái kia là Miền Vũ cha mẹ ruột cũng hẳn là như thế nào quan hệ đây. Càng quan trọng hơn, chính là nếu như Nana lão sư là Hiền Vũ mẹ, cái kia nàng lúc này ngã xuống, Hiền Vũ khẳng định sẽ càng thêm là khống khổ gấp trăm lần, cho nên nàng mới là trước tiên sống lại, ôm chặt lấy làm Hiền Vũ, không để cho hắn xúc động lao ra. Thả ta ra, để cho ta ra ngoài, làm Hiền Vũ âm thanh đã hoàn toàn khàn giọng, nước mắt không bị là khống chế nổi mà chảy xuôi. Vô luận Nana lão sư có hay không cùng bị hắn có liên hệ máu mủ, vậy cũng là hắn người thân cận nhất, hắn lúc này lại làm sao không rõ. Trải qua mấy ngày này, Nana đã vẫn luôn luôn thủ hộ ở bên cạnh bọn họ, cho nên mới có thể ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, cứu viện cho bọn hắn tại trong thủy hỏa ở giữa. Không có Nana đến, bọn hắn hoàn toàn lớp đều đã tại cái kia kinh khủng thiên long ở trong tay hồi
phi yêu diệt, có thể Nana thay vì cứu bọn họ, bổ ra cái giá bằng cả mạng sống, đây là hắn 100 triệu không thể nào tiếp tục thu được. Hiên Vũ, đừng xúc động, Nana não sử sẽ không chết, nàng nhất định sẽ không chết. Bạch Tố Tố vội vàng nói, nếu như ngươi bây giờ lao ra, tại hàng tình trước mặt ngươi chỉ là sẽ vất lạc, là chuyện vô bổ. Nana đã sơ cường đại như vậy, mà lại nàng bản thân liền am hiểu ra đại hỏa nguyên tố trường khống, coi như là ngã xuống hàng tinh cũng không nhất định là thật sự liền sẽ chết. Nàng không phải nói cho ngươi đi tìm Nhạc Thúc Thúc sao? Chúng ta về trước tiên đi tìm Nhạc Thúc Thúc. Còn có, ngươi không phải là phát hiện ra kẻ địch đại âm mưu sao? Chúng ta cũng nhất định là phải đem chuyện này lập tức là hướng lên trên liền bằng vạch chân. Đường lão sư dạy qua chúng ta, vô luận là từ lúc nào đều là phải tỉnh táo, xúc động là chuyện vô bổ, ngươi có hiểu hay không? Vừa nói, Bạch Tú Tú đưa hắn ôm chặt hơn, Tuyết không dám buông lỏng, nàng sợ chính mình buông ra là Miền Vũ, nên có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Lúc này những người khác cũng đều đã về quanh, Đường Phụ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, Lưu Phòng làm mộng cầm.